Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Luzon nhé. Thì chế độ quả lực thì nó cũng đã quay trở lại với chúng ta rồi anh em à. Thì hôm nay mình đi thử một dáng đi solo squad với cái chế độ quả lực này nhé anh em. Mẹ mà thằng Trung Quốc này nó lên máy bay nó ghé anh em à. Được rồi, ghé đi con trai. Cố ghé đi. À, mình thấy cái GB này nó cao đó anh em, 7000 mấy là cũng cao đó, cũng dân chịu chơi đó. Ừ, lên đây rồi nói chuyện đi bạn trẻ. Bộ chinh kia không? Ý là nó kêu xuống bộ chinh kia anh em à. Ok. Không việc gì phải vội vàng. Và theo mình nghĩ thì cái chế độ quả lực này đi solo squad rất là khó khăn nhé anh em. Nó không phải như mấy cái chế độ thường, thì thường thì nó sẽ sử dụng những nòng súng tiêu chuẩn, những cái súng tiêu chuẩn, còn ở đây quả lực thì nó chơi tên lửa đạn đạo với mấy cái súng phóng lựu không à anh em à. Chỉ cần sơ sót không được một giây nữa thì nó bắn tên lửa qua là cái như xanh mồ luôn đó anh em. Rồi một ông Trung Quốc đã bắn ông Việt Nam ụm bò rồi anh em à. Kìa phía bên trái có bạn trẻ nào kìa, vô cái căn nhà này cái coi. Rồi có súng phóng lựu luôn. Không biết bên nhà mình có ai không ta. Rồi có nghe tiếng, có nghe tiếng. À nó lấy AK mất. Xấy hả bạn, xấy hả? Bước vào đây. Ơ kìa, nhảy không vào nữa nè mà. Vô đây kìa coi. Nó nghe tiếng mình rồi thì anh em cũng biết là nó có bao giờ nó nghe tiếng mà nó tha đâu. À chạy, nhảy ra đây hả, nhảy ra đây hả. Nhảy ra đây đi, hello bạn. Vừa có cái nón nữa. Thằng này hình như nó có cái, nó có cái tên lửa gì anh em ơi. Tên lửa vô lựu đạn thì phải. Méo này kìa. Phía bên trái trước mặt nó nè. Đó 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 đó, nó nghe tiếng kìa. Bên kia đường nữa. Vô đây đông lắm anh em ơi. Bochinki mà. Điểm hot không bao giờ quên. Nãy giờ không có cái tên lửa nào anh em ơi. Toàn là súng phóng lựu thôi. Phóng lựu này thì im lắm, tại vì khi mà mình công địch mà mình dùng súng phóng lựu là thí dụ một team squad nó đẩy chỉ cần một viên đạn thôi, một viên lựu đạn thôi thì nó có thể gã bậy gã nhóm này. Ok thằng anh con này. Ok vừa tâm sự cùng anh em thì nó cho mình ăn trái lựu đạn anh em à. Ok thôi mình làm trận mới này anh em ơi. Anh em thấy không, do lo tâm sự với anh em mà bị nó làm một quả lựu đạn vào mồm rồi đó anh em thấy không. Mẹ nó cài vừa gì. Nó thằng đó đi qua đường là đáng lẽ mình xé chúng mà anh em thấy không. Solo squad đối với cái chế độ quả lực này đó là một điều gì đó không dễ dàng anh em à. Rồi có súng có đạn. Rồi ơi Bizon mà cho cấp 6 kêu này bắn giặc mù cũng mắc luôn chứ đuôi gì nữa. Cái máy tính này là gì đây. Lâu mình không có nhớ hết cái chế độ quả lực anh em à. Quên bà nó hết chế độ quả lực rồi. Đây súng này là cái súng ngắm tự động nè. Cái súng này dùng để bắn máy bay với bắn xe tăng hoặc là mấy cái xe mà phun lửa, bắn tên lửa hoặc ném lựu, súng phóng lựu. Xài cái súng này khi mà gặp máy bay nhé anh em, chứ còn bắn xe thì có một số trường hợp thì nó bắn trượt anh em ạ. Còn cái tên lửa này thì bắn liền, nó không có chỉ đuổi theo địch đó. Ok cái nhà này nãy giờ không có gì trơn, thôi vắng lặng quá mình đi đây anh em ơi. Rồi ra kiếm chiếc xe để chạy coi.
Mình thì mình rất ít khi phô trương bận đồ quả lắm anh em ơi. Mình bận đồ thường không à. Lâu lâu bận đổi mới cho anh em xem. Chứ ba đồ này ít bận lắm. Đây nãy giờ kiếm vòng vòng thì không thấy chiếc xe nào hết. Còn tới chừng anh em mà khi mà anh em thấy chiếc xe thì nó spawn nhiều lắm anh em à. Kìa, đóng xe luôn kìa. Đó, vô lấy chiếc xe phun lửa rồi kìa. Ừ, sao nó có chiếc có ở trên chiếc xe này, chiếc Dacia phun lửa này nó có cái súng Gatling Gun anh em à. Ở máy bay đầu đằng kia kìa anh em. Đó, máy bay phía xa xa kìa anh em thấy không? Rồi. À, nó tính đảo lại đây. Tính đảo lại đây hả? Đảo lại đây không? Có đảo lại đây không? Đảo lại đây thì xấy luôn nè. Rồi. Bạn trẻ vừa đáp máy bay phía đằng xa. Thôi, có máy bay lên luôn. Cái này làm như mình thấy chiếc máy bay đợt này nó làm đẹp hơn mấy cái lần trước anh em à. Nhìn nó có vẻ như là quân sự hơn. Ngày trước thì cái máy bay nhìn nó cù bắp lắm, cái màu nó không được đẹp. Còn đợt này thì nó màu hơi gần ghi và theo xu hướng quân sự. Chấm vàng chấm xanh đó. Kìa anh em thấy máy bay hơn trước không? Cái máy bay thì lái cũng dễ lắm anh em à. Khi mà anh em vào máy bay thì nó có cái nút lên đó, thì nó sẽ khởi động cái trực thăng và anh em nhấn nút lên và bay thôi. Quá là easy. Đó, chiếc máy bay chứ kìa. Có một thằng bé đang đứng kế cái nhà. Rồi một thằng bé đang đi lại, không biết team này 4 hay là nhiều đây. Rồi phía căn nhà bên trái có một thằng bé đang chuẩn bị đi xuống, là ba thằng bé. Rồi nghe máy bay đi xuống là nhảy xuống liền, nhảy xuống liền. Nhảy xuống thằng Myanmar này. Nhảy đi đâu? Cho chơi nét thì cho nó khỏi cứu này mà. Cho nó chơi nét đi. À thằng boss nữa chứ. Thằng boss nó cà khịa rồi. Một bạn nào đó đang đang bắn gu da xe lạnh anh em à. Đang ở đây phải không? Tên lửa này bắn xa thì ôi rồi ôi. Đỉnh luôn đó anh em. Không phải nó ở đây ta. Bơm tới không? Bơm chắc không tới rồi. Chết thiệt. Hào chơi lựu đạn. Con đầu thật. Nó mới đây thôi. Không biết nó có trên hay là ở dưới đây. Hello. Bạn đâu bạn ra đi. Nghe tiếng này, nghe tiếng nè. À nó nhìn mình kìa anh em. U là trời đi nhìn. Nhìn. Nhìn ha. Ôi. Bắn cái ốp cho người anh em à. Rồi. Cái lấy luôn. Ok luôn. Xin cái mạng nha. Má nếu cái đó mà nhìn lâu nó bắn vào đầu rồi anh em à. Má hình để sợ có cái tên lửa này anh em thấy không? Má có cái tên lửa này là hủy diệt cả thế giới. Nhưng mà cái nhược điểm đó là thay hơi chậm và mỗi một lần lại chỉ bắn được một viên thôi. Nên chúng ta phải cố gắng bắn chính xác 100% vào kẻ thù nha anh em. Còn nếu mà anh em bắn trượt chân hoặc là bắn cho mình bị mất máu sơ sẩy thì cứ như thôi. Làm lại chẳng mới luôn anh em mà chứ không ổn. Rồi cu gia này. Đầu trận mà có gu da vậy chắc ông nội này ông đi lút thính rồi anh em ơi, chứ bình thường làm gì có gu da. Thường thường thì nó sẽ có một cái số cái hình thính nó sẽ mở trên bản đồ với cái thời gian nhất định, nhưng mà cái chỗ đó thì anh em cũng biết là nó sẽ hai ba team nó sẽ công lại, nó giành cái súng gu da và ốp. Ông này đầu trận mà chưa chơi không có gu da với ốp thì bá chủ nó luôn rồi. Bên đây thì thôi đi. Nãy giờ mình không dám giành cái kia đâu. Solo squad mà vô đó giành nó bắn sấp mặt luôn. Đạn đâu mà chịu cho đủ anh em. Thôi lên máy bay thôi anh em à. Bay về Puchinki thôi. À, chơi cái chế độ này là chủ yếu là anh em lên lái máy bay là nó cảm giác nó phiêu nhất. Chứ đừng đi lấy xe anh em à. Ngày nào anh em cũng lấy xe hoài cái hơi chán nản. Lên này lấy máy bay đi coi. Coi có ai đây không. Có chiếc xe xa xa không biết có ai không. Kìa. Một bạn trẻ. Ôi trời, trời nó trong nhà nó bắn ra. Mình phải xấy nè. Xấy đi bạn ơi. Cứ việc xấy. Mèo thằng canh con này. Xấy đi. À đẩy đây đây. Nè nè bắn đi bắn đi. À nó bắn máy bay này chứ. Được được được. Rồi bắn tên lửa nó giữ ta. Giữ ta. Rồi. Rồi một bé đi ngoài đường, một bé đi ngoài đường, người chứ không phải là boss đâu anh em. Vô này mà làm gì còn boss nhiều, ít boss lắm.
bot nó sẽ spawn thôi. Thằng này nó đẩy tới luôn nè. Rồi đồng đội nó đâu ta? Bên trái nè. Chuẩn bị đẩy tới nè, đẩy tới chưa? Đẩy tới chưa? Đẩy tới đi. Leo lên nóc à, leo lên trên nhà. Lên đi. Hai bé đâu rồi? Hai bé đâu rồi? Không dám ra nè. Có vô đây không? Hello. Rồi, trước mặt một bé dưới ở trên nhà Doraemon. Ô chạy 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 em ơi. Cái đó mà nó bắn trúng một viên tên lửa vô người một cái là thôi, cái như xong rồi. Theo đây nè, đi vô nhà cái con nào. Nhiều máu ra anh em ơi. Anh em thấy không? Đi solo solo cái này rất là khó khăn. Khó gạt nữa, tại nó bắn tên lửa lên không. Rồi, à, thằng bé. Thằng bé đi vào. Chạy đi đâu. Nóc nữa. Còn một viên đạn à. Chơi mình luôn. Có một viên đạn thôi. Ê, nó lú cái đầu. Ê. À, nó hổ hổ nè. Đưa cái đầu ở đây. Rồi, té. Đồng đội nó gọi lại rồi. Rồi. Bye bye nha. Chứ đây hồi đi dí rồi sắp mặt. Hết máu luôn rồi, còn có 5 cái băng gạc à. Chân này con không về. Đồng đội nó nãy nó không có cứu được luôn anh em. Rồi, chạy nè. Chạy đâu. Một máy bay phía đằng xa đang chuẩn bị bay tới. Rồi chạy lên núi. Vậy là đồng đội của bạn ấy đang chạy lên núi rồi anh em ơi. Chiếc xe nào nữa đây? Đây chạy đùa. Chạy đùa hả bạn? Bộ trên kia tưởng là không có người à. Bơi lên đây. Hello, bơi lên đây. Vậy là có một team ở trên nhà thờ anh em ơi. Team trên nhà thờ này, team hình như là hai bé thì phải, bé khỏe bé ngang đó, đi tới đi lui, chỗ này hơi khuất tầm nhìn, rồi giả đạn luôn, hai bé Trung Quốc, này. Bắn thêm vài phát cho nó sợ, leo qua cái tường này làm như nó làm cao quá, này. À trực thăng. Trực thăng hả bạn? À đi rồi. À, trực thăng này nó kiếm cơm nè. Không biết có chung team nhà thờ không nhỉ? À bay lên nữa ha. Chạy lại đây. Nó lại nó săn mình anh em à. Rồi nó đảo đi đâu rồi? Đây qua cái nhà này coi. Có bạn nào không? Bắt lại lấy chiếc xe ra. Tin được chiếc máy bay mà đi đâu mất tiêu rồi ta. Trên trời chắc vẫn còn tiêu. Rồi chiếc máy bay đảo lại được rồi anh em. À thằng ganh con này đi sang. Mày đi sang ai đây? Này thì sang bể đầu một phát nè. Chưa trúng. Hay lắm bạn ơi. Đậu xanh thiệt chứ. Đâu rồi? Dừng ha. Dừng lại đây. Dừng lại đây chơi bạn ơi. À, chúng đầu nữa nè em. Chán thì rồi lên khói luôn. Lên khói luôn thì đuổi luôn. Rồi thằng nào đây? Có vẻ như thằng boss anh em à. Có vẻ như thằng boss đúng luôn rồi. Xong. Đút đồ đi luôn. À, chiếc xe SWAT này nó trang bị hơi bị tối tầng. À, phía trên là có cái tin luôn, còn phía trước đầu xe thì có súng phun lửa khè. Chơi một mình thì phun lửa được nhưng mà không có sử dụng được cái tin gun anh em ạ. Hơi khó cho đi SWAT với chế độ quả lực này. Châu bò đó mới thắng nổi mấy thằng này nó đi theo team cứng lắm anh em. Tuy là bắn năm được nhưng thôi tập trung lại anh em ạ. Tâm sự với anh em nữa thì nó làm cho bở mồm à. Lời nào xe ơi. Cố lên chứ. Cái đồ như thế này mà ở dưới nó quả đầu hết. Rồi. Nghe tiếng mới đây mà ta. À nó dừng lại nó tính chơi mình kìa. Lên xe. À nó gượt theo. À cái tin gun ha.
chuyện gì cũng phải từ từ. Xé dài mày, xé dài bắn cũng mạnh đó. Xé dài, xé dài, xé đi. Rồi còn 4 viên đạn anh em à. Mẹ ơi, hết máu luôn. Ôi đừng nghe công tôi nhé. Hết viên đạn rồi, để lút đồ ấy. Có ai không? Từ từ đó. Hai đạn nữa. Giờ có thằng nó công tới là xác định luôn. À đây, thằng đồng đội của nó vậy anh em à. À nhảy đúng luôn. Ok. Má bắn như gà boss anh em à. Má còn 4 viên nữa không thôi thì thấy bà luôn rồi. Mẹ ơi, nó công mình à. Đèn này kiếm nó nữa là nó săn mình luôn. Hên thật sự. Còn có 4 viên đạn 7 nè. Nếu không thôi thì đi ra lút đồ nó như sắp mặt rồi. Oh yeah. Bo vô rồi nè. Để đi chạy vô bo thôi. Còn khoảng mười mấy bạn nữa. Cố gắng được cái cấp top 1 là hôm nay. Bo nó về thu về school. Rồi một bạn Trung Quốc đã bắn ai đó nóc rồi. À chết luôn. Xe này cũng gần hết xăng rồi anh em ơi. Quá trời xe. Có xe cháy nữa này. Chắc chỗ này vừa có hỗn chiến thì phải. Bên đầu này có ai không ta? Không thấy luôn. Kìa phía xa xa có hai cái máy bay kìa. Bây giờ đi lên đắng này kể như bị làm thịt á. Té vào đây kiếm đồ rồi đó. Cầm cái UMP này bắn với mấy thằng giáp 3 không được. Hơi vất vả. Hồi nãy còn đạn 7 nữa thì ngon chứ bây giờ đạn chấm 45 này mà có 25 viên mà không có băng đạn nữa thì thôi thôi. Xác định luôn chứ còn gì nữa. Còn trăm ba mấy viên thì lựa đạn nó sẽ cho vỡ đầu. Vô nhà này coi có loot được gì không. Đạn gì đâu không anh em ạ. Đạn gì đâu không. À đây AK đây rồi. Để loot lại cái AK là đạn bắn đi chứ. Dùm lại cái đó. Bỏ bớt đồ đi. Thôi. Nhà nào nổ ta. Nãy giờ đâu thấy ai đây đâu à. Clear nè. Ba mấy cái mấy giây nữa đi vô bo. Qua đây coi còn loot mớ nước nào nữa không. Có một máu nữa. Đậm luôn đi chứ còn đợi gì nữa. Vào đây hao máu dữ lắm luôn. Thôi let's go đi. Cuối cùng thì mình cũng có chiếc xe vô bo rồi. Rồi nó bắn. Rồi nó cho cái red zone này nè mà. Cái nhà bên đây cũng có người nữa. Ôi là trời. Bên đây có team mà bên kia cũng có team nữa. Mấy cái máy vi tính nó làm gì thôi bước đi anh em à. Quên bà cách sử dụng cái máy tính này. Bên này có ai đây? Vừa thấy đập ló. Vừa thấy đập ló ai mà. Bắn gì cho nó sợ thôi chứ. Chắc nào còn một team nguyên. Còn một team nguyên. Còn một nguyên nguyên, lú cái đầu đây. Lú cái đầu ra đây. Ngắm bắn là hình chậm. Rồi bo vô luôn. Bo này vô. Thì thôi lấy xe đẻo vô bo đó. Bo sát bên mà nó rút đau dữ. Qua đây là có ai không. Rồi thấy đang nóc bo anh em ơi. Uống miếng nước ra. Qua đây kiếm nước và đạn thêm một tí đã. Có nghe tiếng trước mặt nè. Chắc nó đi vô bò rồi. Trước mặt trong cái nhà này nè. Ok. Nghe tiếng luôn. Đưa đầu ra đây. Đưa đầu ra đây. Hai thằng chạy kìa. Chạy đi nào. Chỗ này xe này hai hẹp quá nè. Ây da. Rồi thả hổ vừa gường.
Bo chuẩn bị vô nữa, còn 50 mấy giây bo vô anh em ơi. Đại bạn trước khi chiến đấu nè. Súng này full này chỉ có 6 viên thôi, không còn gì nữa rồi. Cố thêm những cái viên đạn và những lô nút cuối cùng. Bắn xe lạnh, ở chỗ này có cái che nữa. Che gì mà bắn được. Rồi bo qua bên kia nữa. Rồi thôi, bo đi hoài như thế này thì phải nhờ một nhà sẽ bót ra đây. Hơi khó vô bo. Té ra dòng đường xa thôi anh em ơi. Tình hình khá bất ổn. Xe này bộ nó nhẹ dữ lắm, sao mà có để thêm hai cái thùng phi hai bên nữa anh em ạ. Ôi nó bắn tên lửa, nó bắn cái súng đạn gược kìa. Ôi nhà này có người không? Ôi có người luôn à. Rồi chân này con không về được rồi. Chân nào ơ, thằng nào bay xuống nữa, bay xuống nè bạn. Ok anh em thấy không, chế độ qua lực khi đi solo squad rất là khó anh em ơi. Và anh em thích clip này hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Bye bye anh em.